Chào các bác. Sáng sớm nay định xúc miệng em này đây, nhưng mà hiện tại thì cốt là một cái cốt làng mới khá là đẹp mini đây nhé. Quay gần thì các bác nhìn cái tưởng to, nhưng nó chỉ tầm ra cây thôi, chắc tầm 20 phân thôi, 2 phân rộng cũng tầm 20, rộng tầm 20-25 đấy. Thì cốt thân bệ chuyển rất là hay và bệ rễ cũng rất là dễ triển khai trong tương lai ấy, với cho một cái dáng làng ấy, các bạn. Đấy. Thì chia sẻ chút là như này. Đường cái thân chính của nó đây. Các bạn nhìn cái cốt bên trong này này. Chứ tạm thời đừng quan tâm cái rễ này vội. Đây. Này, có bên này có này. Nói chung là đây to. Đây lắc một phát ra đây. Bên đây thì lắc một phát ra đây. Ở đây là ngọn. Đại loại vậy. Đấy, đại loại như vậy. Bên này đây. Chuyển qua đây đẩy ra đây. Đấy thì cảm quan ban đầu thì thấy rằng là cái tay bên này nó hơi cao. Hơi cao và xuống khoảng độ 15 độ, xuống khoảng độ 15 độ cho nó đúng dáng làng mà nó đỡ vẩy lên ấy. Ngọn nó đây rồi. Đấy, và bên này thì sau triển khai cái chi nó ra đây thì nó sẽ hoành sang, chứ nó không vẩy vẩy như này. Còn bên này thì đang hơi cao. Đấy. Thì một là thu ngắn đến đây thì cũng triển khai như bên kia. Hai là hạ thấp xuống một chút. Ví dụ như nhìn cái mặt này thì thấy là cắt đây là được này. Cắt đến đây, nuôi cái mầm này và mầm này. Đấy, nhưng mà về phía bên này. Bên này thì nhìn cảm giác là có lẽ là nên phẫu để cho nó xuống khoảng độ 15 độ thì tốt hơn. Các bác nhỉ. Phẫu thì có cái chuyện là phẫu dương hay phẫu âm, đại loại phẫu trên hoặc là phẫu dưới ấy. Nhưng mà đối với cây này, nhất là nó mình thì phẫu thì chỉ lấy góc hẹp khoảng độ xuống khoảng 15 độ thì phẫu ở trên cũng rất là ok. Phẫu trên sống lưng này để vít xuống thì cũng ok, chứ to quá chứ mà mình hạ xuống khoảng độ gần trên 30 độ ấy, thì có vẻ là há hơi to, hơi ngại. Nhưng mà cây này thì nó có cái là mình phẫu ở dưới ấy, thì nó có cái rễ đây thì ăn vào thì rất là nhanh. Nên là phẫu dưới cũng là một cách hay. Cái này phẫu trên phẫu dưới đều được hết, với góc nhỏ như vậy. Đấy. Như là một cây dáng làng rất là nhỏ. Đấy. Ok, bây giờ là lọc bớt sơ sơ cho người làm. Kiểu đang ép cọc bê tông nó rất là ồn, bác thông cảm. Em cũng chuẩn bị muộn giờ làm rồi, cố gắng. Vỏ me, chua me, me màu sau.
Nói chung là mình để là mình còn đang nuôi để nó lồm nhồm này tí xem sau này nó côn cái bệ để dễ nó già đi thì nó sẽ đẹp, không lồm nhồm nữa. Lồm nhồm nó cũng sẽ nhặt vào hết rồi, nhìn nó hơi lôi thôi tí. Đó. Thì đang tính là phẫu đây, phẫu đây, đang tìm điểm phẫu đây. Vừa thì có điện thoại khá là vướng đó, mình muốn đang muốn giữ lại những cái rễ này nào, vừa phải khéo là lại bay rễ nào. Đang có nhiều lực cho nên là nhẹ nhàng. Bẻ cho nó mềm một chút xong rồi sẽ cho nó xuống dần dần, chứ mạnh luôn là khó, mạnh luôn là không được.
con này vào đây để lấy cái điểm yếu. Mềm ra rồi đấy.
không biết sắt, không có nút quay. Đấy thì cũng chảy trượt đấy các bác ạ. Đầu tôi nghĩ là cái này nó cứng, nó mềm quá. Nếu vào đây nó bị bung lên, đâm ra là lại phải làm lại lần nữa. Đây, mai cho nó xuống thêm một tí nữa là ok. Mặt này là mặt đằng sau cảm thấy nó vảnh nhất mà nó đã xuống rồi này. Đấy. Rồi. Ok đây, mỗi tội là toác mất cái mầm này. Không sao, sẽ sớm ra sửa lại thôi. Giờ đi rửa tay cái này, xong rồi nhấc cái camera lên. Mặt này, mặt trước đây nhá, mặt mà lúc đầu nó ở trên này kìa. Đấy thì khoảng 15 độ gì đấy, mình cũng áng áng chừng nó tầm đậy vậy thôi. Thì tiếp cái là nó bị chạy dây, nó toét mất cái mầm này. Thôi không sao, kệ nó ra đi, sẽ ra cái mầm khác nó bù, nhiều quá cũng không cần thiết. Đấy thì bên này sau đánh sang bên này. Đấy như này. Đấy rồi, vậy thôi. Đây, kiếm một cái cọc tre này. Thì nếu nó không bị bung, vừa nãy có cái nhôm ấy, nếu ở đây được rồi, nhưng mà đẩy lên nó mềm quá. Nó mềm quá. Đây, cái ngọn này sau khi chuyển tiếp, đây, sang đây. Cái ngọn chính khác ở trên này, trừ ở cái tay này hoặc là tay này nhá. Chứ đây là toàn bộ cái hệ thống ở trên. Đây là bóng đỡ. Một cái, lại gọi là một cái ngọn nó ở chỗ này. Nó sẽ cao đến đây thôi. Tổng thể nó sẽ như này các bạn nhá. Chạy và càng rộng ra đến gần mép này thì càng đẹp. Đây, như bên này là rộng đến đây là ok rồi này. Bên này thì phải ra đến đây. Làng mà. Phải ra đến đây. Còn lấy những cái dễ vuông của bên này thì rất là dễ. Chất liệu nó có. Cái dòng xanh nó như vậy. Đây. Bóng hai bên đây. Cái này sau rồi. Cái này cao lên một chút nữa. Sau có thể sẽ phải lấy cái ngọn ở đâu đó ở giữa này. Đấy, cái này chỉ là bóng đỡ. Đấy. Mặt này nhá. Đó. Tán rộng đây nha các bác nhá. Tí nó phải nhổ hết cỏ, nhưng mà bây giờ đã muộn giờ làm mất mấy phút rồi. Mai sẽ vít xe sang bên này một chút nữa. Sau lấy cái mầm đánh sang bên này một chút. Đây, nó còn một chút nữa nó khép xuống là vừa đủ. Đấy. Đấy thì cứ vít từ từ thôi. Đừng có cố ngay được lần đầu. Mình có cố ngay được lần đầu thì nó sẽ bền, chứ không là cố nó toát ra. Đó, mà làm rồi cũng ok rồi, thuận mắt rồi. Đấy, có nghe. Cảm ơn các bác đi làm một.